Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Ngọc Phát, đến từ nhóm ATW. Và đây là chương trình bóng đá nghệ thuật của Bóng đá TV và Thể thao TV. Trong chương trình lần này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn hai động tác nữa về phần sit down, đó là crossover và x over. Động tác đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu cho các bạn trong chương trình này đó là động tác crossover. Nhưng mà đây là động tác crossover khi chúng ta ngồi. Bước 1 để có thể làm được động tác crossover thì đầu tiên các bạn phải làm tốt động tác ngồi tương bóng đá. Và sau khi các bạn đã tập tốt động tác ngồi tương bóng thì chúng ta hãy bắt đầu làm quen với động tác crossover khi ngồi. Đó là hai chân các bạn kẹp vào trái bóng và tung. Khi tung bóng lên thì một chân các bạn sẽ ở dưới, một chân sẽ vòng lên phía trên của trái bóng, và chân ở phía dưới thường thường là chân thuận và chân vòng lên phía trên là chân không thuận. Bước 2, đó là sau khi các bạn đã làm tốt động tác crossover khi mà các bạn kẹp bóng ở hai chân thì chúng ta hãy bắt đầu làm động tác crossover khi đang tương bóng. Và để có thể làm quen khi đang tương bóng thì chúng ta hãy vòng chân từ từ qua bóng, và chúng ta không cần vòng một nhịp qua luôn. Đó là chân các bạn tương bóng nhiều nhịp và chân từ từ đưa qua. Và chú ý đó là người các bạn không được ngửa ra quá nhiều, tại vì nếu như người các bạn ngửa ra đằng sau quá nhiều thì động tác sẽ làm không chuẩn và chân các bạn sẽ vòng không qua bóng. Bước 3, đó là các bạn hãy làm crossover và chỉ với một nhịp và vòng qua bóng ngay. Và chắc chắn đó là làm khi đang tơm bóng. Chúng ta hãy tơm bóng và khi làm crossover hãy dứt khoát vòng qua một nhịp, và chân không thuận sẽ vòng lên phía trên của trái bóng, và chân thuận sẽ đá bóng lên, và sau đó chúng ta tiếp tục tương bóng. Bước thứ 4 để có thể nâng cao được cái khả năng kiểm soát bóng cũng như làm được crossover tốt hơn khi ngồi, các bạn hãy làm liên tục. Đó là các bạn có thể bắt đầu với một vòng crossover, sau đó tăng lên 2, 3, 4 và 5. Và sau khi các bạn đã làm tốt rồi thì các bạn hãy làm nhiều nhất có thể trong khả năng của các bạn để có thể tập luyện tốt động tác này. Và để có thể làm được động tác crossover liên tục thì các bạn phải nhớ đó là chân các bạn phải duỗi thẳng mũi chân, cổ chân giữ chắc. Và khi tâng bóng thì phần di chuyển đó là cả phần cẳng chân chứ không phải riêng phần cổ chân. Động tác thứ hai tôi muốn giới thiệu cho các bạn trong chương trình này đó là động tác x over, và chúng ta sẽ làm x over khi ngồi. Và để có thể làm được động tác x over khi ngồi giống như chúng ta làm động tác crossover khi ngồi, đó là bước đầu tiên chúng ta phải tập tâm bóng thật tốt đã.
Và sau khi chúng ta đã tăng bóng tốt rồi thì chúng ta hãy bắt đầu làm quen với động tác X over. Và để có thể làm quen với động tác X over, chúng ta hãy bắt đầu tăng bóng. Một chân đưa chéo ở phía dưới của trái bóng, chân gọi tăng bóng, có thể tăng bóng 2 đến 3 nhịp và sau đó đưa chân lại về vị trí ban đầu. Bước 2 đó là các bạn hãy làm động tác X over với một nhịp, đó là các bạn tâng bóng, sau một chân vắt chéo qua, tâng bóng một nhịp, sau đưa chân lại. Các bạn chú ý đó là đưa vắt chéo chân qua ở dưới của trái bóng. Bước 3 đó các bạn hãy tăng số lượng làm X over lên và các bạn hãy bắt đầu tăng lên 2 lần, 3 lần, 4 lần và sau đó có thể làm nhiều nhất số lượng trong khả năng có thể của các bạn. Trong chương trình lần này, tôi đã hướng dẫn các bạn thêm hai động tác nữa, đó là crossover và x-over khi ngồi. Chúc các bạn tập luyện tốt và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên hệ với chúng tôi qua Facebook, facebook.com/thaobongdatv. Talking right now.